What's up everyone? Welcome back to Jumping with TOEIC episode number 2. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã trở lại với chương trình Jumping with TOEIC số thứ hai. Tôi là Quang và các bạn vừa thấy tôi phải tham gia vào một thử thách đó là trở thành một người lễ tân, a receptionist. Và các bạn có thể thấy thử thách này tôi phải đương đầu với rất nhiều những kỹ năng khó khăn như là trả lời khách hàng cũng như là nghe điện thoại và những kỹ năng này liên quan trực tiếp đến một phần thi ở trong bài thi TOEIC có thể gọi là gây ra cho những thí sinh muôn vàn những khó khăn và muôn vàn những thử thách đó chính là phần listening comprehension phần thi nghe hiểu biết người biết ta trăm trận trăm thắng và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về kết cấu của bài thi cũng như là những kỹ năng nghe nào mà bài thi đang nhắm đến cho những thí sinh ở trong bài thi TOEIC nhé. Đối với phần thi listening comprehension, chúng ta sẽ có tổng tất cả 100 câu hỏi được chia thành 4 phần từ part 1 đến part 4 và sẽ có thời gian làm bài tương đương 45 phút. Mỗi một phần sẽ kiểm tra một kỹ năng nghe khác nhau và để cho các bạn dễ hình dung thì trình tự các bạn làm bài thi listening cũng rất giống với trình tự mà các bạn trẻ độc thân đi tìm cho mình một nửa kia. Bước đầu tiên chúng ta sẽ phải xác định đối tượng và tìm hiểu kỹ về đối tượng đó đúng không? Và một công cụ rất tốt để tìm hiểu thông tin về một người đó chính là Facebook. Và khi vào một trang Facebook của ai đó thì cái mà hiện lên ngay đầu tiên trước mặt chúng ta đó chính là hình ảnh đại diện của họ đúng không nhỉ? Và trong phần thi part 1 các bạn sẽ được kiểm tra khả năng nghe những phương án mô tả về một bức tranh. Và nhiệm vụ của các bạn sẽ phải là chọn ra phương án nào mô tả bức tranh đó một cách phù hợp nhất. Và các bạn hãy cùng nhau xem ví dụ sau đây. A. They're sitting on a bench. B. They're lying on the grass. C. They're riding their bicycles. D. They're swimming in the water. Và trong bốn đáp án vừa rồi thì đáp án A, they're sitting on a bench mô tả hợp lý nhất bức ảnh đúng không? Và nó chính là đáp án đúng. Rồi và bước thứ hai sau khi chọn ra được đối tượng của mình rồi thì chúng ta bắt đầu lân la làm quen trò chuyện và tìm hiểu kỹ hơn về đối tượng đó. Thì bằng cách chúng ta đặt ra những câu hỏi và họ sẽ đưa ra những câu trả lời. Và đó chính là nội dung phần thi part 2, questions and responses. Ở trong phần thi part 2, các bạn sẽ được kiểm tra khả năng nghe những câu hỏi và những lời hồi đáp đơn lẻ ở trong những cuộc giao tiếp hàng ngày. Và ở trong phần thi part 2 chúng ta sẽ có tổng tất cả là 30 câu hỏi. When are you planning to go on vacation? A. It's near a lake. B. In December. C. For two weeks. Và đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án B in December được không nào? Và sau đó bước thứ ba sau khi đã tìm hiểu kỹ về nhau thì đây là giai đoạn mà hai bạn chính thức hẹn hò Có thể gọi đây là giai đoạn thăng hoa nhất của một mối quan hệ đúng không? Sẽ là những câu trò chuyện thâu đêm suốt sáng giữa hai người Và đó cũng chính là nội dung của phần thi part 3 Short Conversations các bạn sẽ được kiểm tra khả năng nghe những đoạn hội thoại giữa hai người với nhau và phải tìm kiếm những thông tin để đưa ra câu trả lời cho những câu hỏi đã được cho sẵn ở trong đề thi. Có tổng tất cả là 30 câu hỏi ở trong phần thi này. Các bạn hãy cùng nhau xem ví dụ sau đây. Questions 41 through 43 refer to the following conversation. Did you hear that Joe Cooper is going to be interviewed for the evening news? Yes. It's so exciting to have an engineer from our company on TV. Do you know when it is? I heard they're interviewing him on Tuesday, but won't be broadcast until Thursday. Thanks. I'll have to remember to watch it when I get home that night. Okay, và các bạn có thể thấy đáp án cho câu hỏi số một, đó chính là án C, an interview. số B, on Thursday. và cuối cùng câu số 3 đáp án sẽ là đáp án D watch a program. Và bước thứ tư, đây là giai đoạn khi mà các bạn đã rất hiểu nhau rồi và chúng ta sẽ không cần phải nói chuyện qua lại nữa mà chỉ cần một mình lắng nghe người kia nói cũng là đủ rồi đúng không? Và đó chính là nội dung của phần thi part 4, phần short talk. Ở trong phần thi này thì các bạn sẽ được kiểm tra khả năng nghe một bài nói độc thoại có nghĩa là chỉ có một người nói mà thôi và chúng ta cũng sẽ phải tìm kiếm những thông tin để đưa ra câu trả lời cho những câu hỏi được in sẵn ở trong đề thi à, và chúng ta cũng sẽ có 30 câu hỏi ở trong phần thi này các bạn có thể xem ví dụ ở trên bảng Question 71 through 73 refer to the following message Thank you for calling Stocks Florist. Our office is currently closed. Our regular business hours are from 9 a.m. to 5 p.m., Monday through Thursday, and on Saturday. For your convenience, we stay open until 8 p.m. on Fridays. If you leave a message, one of our florists will return your call as soon as possible. You can also order flower arrangements on the Internet at stocks.com. And remember, we offer free delivery in most areas of your country. We appreciate your patronage the B, a flower shop. Đáp án của câu số 2 sẽ là đáp án C on Friday và đáp án của câu số 3 sẽ là đáp án A to place an order. Ok và tổng kết lại chúng ta sẽ có 100 câu hỏi được chia thành 4 phần. Part 1 mô tả tranh gồm 10 câu. Part 2 à, câu hỏi và lời hồi đáp gồm 30 câu. Part 3 đoạn hội thoại ngắn bao gồm 30 câu và Part 4 đoạn nói độc thoại ngắn gồm 30 câu hẳn ở đây thì có rất là nhiều bạn đã nắm rất rõ à, kết cấu của bài thi rồi tuy nhiên vẫn chưa thể nào mà đạt được cái số điểm mà mình mong muốn vậy thì điều gì đang ngăn cản các bạn à, đạt được điểm cao ở trong phần thi listening comprehension này tôi cũng xin chia sẻ một chút với các bạn đó là khi những học sinh của tôi hỏi rằng là thế ơi thầy có mẹo nào à, giúp em đạt điểm cao ở trong bài thi nghe được không thì điều đó cho thấy rằng các bạn vẫn chưa có một cái nhìn đúng đắn về mục đích của phần thi listening comprehension này. Điều mà sẽ giúp các bạn đạt được điểm số mong muốn ở trong phần thi nghe đó chính là khả năng nghe và hiểu được tiếng Anh. Còn các mẹo làm bài chỉ giúp các bạn tăng được điểm rất là nhỏ thôi và thậm chí là nếu như các bạn có đạt điểm ở trong bài thi đi nữa thì sau này khi mà ra trong uh, những câu chuyện giao tiếp hàng ngày thì những cái mẹo đó cũng không thể nào giúp đỡ các bạn được và các bạn cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Trên thực tế thì tôi đã thực hiện một khảo sát nhỏ đối với 100 người học sinh và để xem xem là những vấn đề hoặc là khó khăn nào mà các bạn vẫn đang phải gặp phải khi làm bài thi nghe và chỉ có 5 bạn trả lời rằng là các bạn đấy vẫn còn thiếu các cái mẹo và kỹ năng làm bài. Vậy thì những cái khó khăn chính mà các bạn gặp phải là gì? Thì các bạn hãy cùng nhau xem cái video đồ ở sau đây. có thể thấy thì vấn đề lớn nhất mà các bạn đang gặp phải đó chính là về tốc độ của bài nghe. Nội dung của bài nghe thì được đọc khá là nhanh và khiến cho các bạn chưa kịp nghe và phân tích những thông tin mà mình vừa nghe được thì đã nhảy sang câu hỏi tiếp theo rồi. Và còn một điều rất khó khăn nữa đó là khi mà bài nghe được đọc với tốc độ nhanh thì các âm sẽ được nối vào nhau và khiến các bạn rất là hoang mang. Mình lấy ví dụ Cửa hàng này mở cửa vào lúc 8 giờ Thì chúng ta sẽ có This store opened at 8 Và khi đọc nhanh lên chúng ta sẽ nghe thấy rằng This store opens at 8 Opens at 8 Opens at 8 Và các bạn có thể thấy opens at 8 Các bạn rất khó để phân biệt nó là opens at 8 Đúng không nào? và khó khăn thứ hai mà các bạn gặp phải đó chính là về từ vựng rõ ràng là khi mà các bạn bắt gặp nhiều từ mới ở trong bài thi nghe thì các bạn sẽ không thể nào hiểu một cách chính xác nhất thông điệp mà bài nghe muốn truyền tải là gì và dẫn đến các bạn sẽ không thể nào đưa ra được đáp án đúng và một điều thứ hai nữa là khi mà các bạn nghe thấy từ mới, các bạn sẽ có tâm lý bị lo sợ và bị phân tâm vào những từ mới đó, dẫn đến là sao nhãng những thông tin còn lại và bỏ qua mất những thông tin quan trọng khác của bài thi. Và khó khăn thứ ba đó chính là việc tìm ra cho mình một nguồn luyện nghe thích hợp. Hiện nay thì có rất là nhiều đầu sách nó về TOEIC và các bạn không biết phải chọn cho mình đầu sách nào là phù hợp nhất. Và một số bạn khác thì cảm thấy nội dung nghe của bài thi TOEIC À, tập trung khá nhiều vào những cuộc sống hàng ngày cũng như là công việc và dẫn đến các bạn sẽ cảm thấy nó hơi nhàm chán một chút và bị mất hứng thú học bài. Vậy thì với những khó khăn mà các bạn đang gặp phải như vậy thì các bạn đang xử lý và ôn thi bằng chiến thuật như thế nào? Một cách mà tôi thấy rất nhiều bạn đang áp dụng đó chính là làm càng nhiều đề thi càng tốt. Cách này đúng tuy nhiên nó vẫn chưa hề đủ hãy thử hình dung nếu như các bạn làm một đề thi nghe và sau đó chỉ mở đáp án ra đếm số câu đúng thôi và sau đó lại làm một đề thi nghe khác thì các bạn sẽ không thể nào biết được mình đang yếu ở chỗ nào và mình đang sai ở những phần thi như thế nào để uh, khắc phục thì sẽ có một khả năng rất cao rằng các bạn sẽ lặp phải đúng những sai lầm đó ở trong những đề thi luyện tập tiếp theo cũng như là đề thi thật vậy thì đâu mới là cách ôn thi hiệu quả nhất rất đơn giản các bạn đang gặp khó khăn ở đâu thì chúng ta hãy xử lý ở đấy và đầu tiên đó chính là vấn đề từ vựng hẳn là ở đây các bạn đã xem qua một vài bộ phim về võ thuật rồi đúng không hãy thử tưởng tượng rằng nếu như việc học tiếng Anh được ví như việc á, luyện võ thì việc các bạn học từ vựng cũng giống như việc các bạn luyện nội công vậy à, nếu như mà các bạn chưa có một nội công thâm hậu mà lại đi luyện chiêu thức quá nhiều thì sẽ có khả năng rất cao các bạn sẽ bị tổ hỏa nhập ma đúng không và đối với những người có nội công tâm hậu thì à, kể cả người ta không có chiêu thức cao siêu vẫn có thể à, rất là bá đạo thì trong việc thi tổ ích cũng giống như vậy nếu như các bạn có một trường từ vựng tốt và các bạn có khả năng nghe hiểu tốt thì thậm chí là các bạn chưa ôn tổ ích nhiều các bạn cũng có thể đạt được số điểm khá là cao ở trong kỳ thi này rồi lợi ích của việc học từ vựng thì rất là rõ ràng rồi đúng không? Tuy nhiên, làm thế nào để học từ vựng được một cách hiệu quả nhất? Các bạn hãy nhớ rằng việc học từ vựng có thể được coi như là trường kỳ kháng chiến vậy. Vậy thì thay vì nhồi nhét 40, 50 từ vựng một ngày một cách vô tội vạ, thì chúng ta hãy chỉ học 10 đến 15 từ một ngày mà thôi, nhưng học với một cách khoa học nhất. Điều này sẽ giúp cho các bạn đỡ bị nản và về lâu dài hiệu quả nó sẽ cao hơn nhiều. Và 10 đến 15 từ này các bạn có thể bắt gặp ở trong đề thi, à, trong những sách ôn tập từ vựng, trong bài đọc hoặc là các bạn bắt gặp ở đâu đó, ở trên Internet. Với mỗi một từ, các bạn hãy tra từ điển để lấy phiên âm, từ loại, định nghĩa, ví dụ và các họ từ của nó. Và ví dụ khi chúng ta tra từ create thì các bạn cần phải biết được cách đọc của nó là create. Từ loại của nó là động từ và nghĩa của nó là tạo ra một cái gì đó mới. Và ví dụ trong câu của nó là it's important to create a good impression when you meet a new client. Nghĩa trong câu này nó là tạo ra một ấn tượng tốt đẹp. Và ngoài ra thì từ create còn có các họ từ khác ví dụ như là creation là một danh từ có nghĩa là sự tạo ra, creative có nghĩa là sáng tạo, creativity hoặc là creativeness có nghĩa là sự sáng tạo và các bạn thấy là chúng ta học theo phương pháp này thì học một mà được năm được sáu đúng không nào? À, nhưng chưa hết một việc mà rất quan trọng các bạn cần phải làm nữa đó chính là ôn tập thường xuyên để đưa những từ mới đó vào trong trí nhớ dài hạn của mình. À, các bạn đã bao giờ tự hỏi rằng tại sao mình luôn nhớ được từ like hay là từ love mà không thể nào nhớ được từ infrastructure có nghĩa là cơ sở hạ tầng không rất đơn giản bởi vì từ like và từ love các bạn được bắt gặp và sử dụng nó rất nhiều ở trong cuộc sống còn đối với từ infrastructure thì có lẽ là không do đó thì khi mà học một từ mới các bạn cần phải ghi chép lại nó và ôn tập thường xuyên một phương pháp mà được rất nhiều người áp dụng đó chính là sử dụng thẻ ghi nhớ từ vựng flashcard và nếu như các bạn cảm thấy việc ghi từ bằng tay thì khá là phiền cho các bạn thì các bạn có thể sử dụng những phần mềm ở thay thế hiện nay thì có rất nhiều phần mềm miễn phí ở trên mạng cũng như là ở trên các cửa hàng phần mềm uh, google play hoặc là app store và song song với việc cải thiện vốn từ vựng của mình một việc mà các bạn cũng cần phải làm để bắt kịp với tốc độ bài nghe đó chính là cải thiện về nền tảng phát âm của mình việc luyện phát âm không chỉ giúp các bạn nói hay hơn mà đó còn là một sự bổ trợ rất tốt dành cho kỹ năng nghe của các bạn hãy thử tưởng tượng nếu như các bạn vẫn đọc từ nhiệt độ là temperature trong khi người bản ngữ đọc từ này chỉ có ba tiết là temperature temperature thì việc các bạn thấy người bản ngữ đọc nhanh là điều hoàn toàn dễ hiểu vậy thì trước giờ các bạn làm thế nào để đọc được một từ một câu trả lời mà tôi thường nghe đó chính là các bạn bắt chước lại cách mà người khác nói à, Tuy nhiên điều này sẽ có một vấn đề là người nói chưa chắc đã chuẩn Và các bạn bắt chước lại thậm chí còn chưa chuẩn bằng người đó Điều này sẽ dẫn đến sự tam sao thất bản và các bạn nói tiếng Anh bị sai lệch rất nhiều vì thế, chúng ta chỉ sử dụng một cách duy nhất thôi, đó chính là tra từ điền và lấy phiên âm của từ đó và sau đó dùng phiên âm để đánh vần và đọc một từ một cách chính xác nhất. Có tất cả là 44 ký tự tương đương với 44 âm ở trong tiếng Anh và được sắp xếp ở trong bảng IPA, International Phonetic Alphabet, có nghĩa là bảng ký hiệu các phiên âm quốc tế. Chúng ta hãy cùng nhau xem vào trên bảng. Và các bạn có thể thấy bảng IPA được chia ra làm hai nửa. Ở phần nửa trên có phần màu xám, đó là vowels, tức là các nguyên âm. Còn phần màu vàng ở bên dưới, đó chính là phần consonants tức là phần phụ âm ở phần nguyên âm chúng ta lại có hai phần nhỏ hơn đó chính là phần monophthongs có nghĩa là phần nguyên âm đơn còn phần diphthongs có nghĩa là nguyên âm đôi và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thử sử dụng phiên âm của từ temperature để đọc đó như thế nào cho đúng nhé ở trong phiên âm của từ temperature chúng ta có âm t e -m. chúng ta đọc là tem tem tiếp đó âm p er a Chúng ta đọc là pr pr tiếp tục âm ch a uh, er nó đọc là ch ch và kết hợp với dấu trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, chúng ta đọc nó cao lên là tem tem và hai âm tiết còn lại chúng ta sẽ đọc thấp hơn một chút pr ch và cả từ này chúng ta sẽ đọc là temperature temperature và đó chính là cái đọc chuẩn nhất của từ nhiệt độ. Và trong chương trình ngày hôm nay, tôi cũng xin phép được trích một clip ngắn nói rõ hơn về hai phương pháp sử dụng từ điển và sử dụng flashcard. Đồng thời sẽ bonus thêm một phương pháp rất thú vị và hiệu quả đến từ chương trình học sao cho tốt của VTV7. Cuốn từ điển thông thường sẽ gây nhàm chán với nhiều người ngoài việc tra ngữ nghĩa của từ vựng thì chẳng mấy ai rời từ điển ra đọc cả tuy nhiên một cuốn từ điển hữu ích có thể giúp bạn đạt được những tiến bộ mà bạn không tưởng để tạo động lực cho việc học từ mới qua từ điển bạn nên dùng bút màu gạch chân lên từ mà mình cần tra nhiều lần ví dụ bạn cần tra chữ learn lần tra thứ nhất bạn gạch chân dưới chữ learn lần một lần tra thứ hai bạn gạch thêm một lần nữa lần thứ ba một lần nữa Mỗi lần như thế, bạn sẽ thấy là mình đã tra từ này bao nhiêu lần rồi và sẽ khiến bạn phải quyết tâm nhớ nó hơn để không còn phải tra từ này thêm nhiều lần nữa. Flashcard chính là loại thẻ dùng để mang thông tin, sử dụng cho việc học ngoại ngữ rất phổ biến và hiệu quả. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng flashcard với nhiều mục đích khác nhau ngoài học ngoại ngữ, ví dụ như công thức toán học hoặc làm danh sách công việc cần làm trong một ngày lợi thế lớn nhất của những tấm flashcard đó là nhỏ gọn và dễ mang theo. Vậy nên, dù bạn đang ở trên lớp, đang ngồi trên xe buýt hay đang đợi bạn ở công viên, bạn vẫn có thể mang theo flashcard trong túi để học bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu khi bạn có thời gian. Với flashcard, lúc đầu bạn nên học tuần tự các từ, sau đó bạn hãy dở ngẫu hứng bất kỳ một từ nào và nhớ nghĩa. Bạn cũng có thể nhờ bạn cùng học, kiểm tra giúp bạn mỗi giờ ra chơi. Hoặc bạn có thể chỉ ghi nghĩa của từ ra tấm flashcard rồi nhớ từ vựng thay vì cách nhớ thông thường. Khi bạn có vốn từ vựng khá khá trong flashcard rồi, điều bạn cần làm tiếp theo là viết ra theo chủ đề. Nhóm từ mới bằng công cụ tư duy Thinking Tool. Cụ thể ở đây là biểu đồ xương cá Fishbone. Cách này giúp bạn hệ thống từ vựng đỡ bị lộn xộn, nhớ từ logic hơn và khi phải nói về chủ đề đó, bạn sẽ có một vốn từ đủ để chém gió bạn có thể vẽ một sơ đồ tư duy với từ gốc nằm ở trung tâm là đầu con cá và các biến thể kèm ví dụ ở nhánh là phần xương của con cá từ attract bạn sẽ lấy từ gốc attract làm trung tâm và phân nhánh sang các từ loại khác như attractive adverb now verb một sơ đồ tư duy thế này sẽ giúp bạn liên kết tất cả các từ loại với nhau hoặc nếu bạn đang học về một chủ đề nào đó ví dụ là party ở phần đầu con cá bạn sẽ viết là party ở bốn nhánh xương lớn sẽ là dressing food friends small talk sau đó bạn chỉ việc viết các từ đông nghĩa phản nghĩa thành ngữ đi kèm vào các phần xương nhỏ là bạn sẽ có một kho từ vựng không hề nhỏ theo chủ đề với việc dành thời gian tư duy để viết ra từ vựng theo chủ đề như thế bạn sẽ nhớ từ thêm một lần nữa rất tiết kiệm thời gian nếu sơ đồ tư duy được vẽ đúng cách bạn chỉ cần nhìn qua một lần là có thể ghi nhớ được tất cả. Và song song với quá trình luyện âm cũng như là cải thiện vốn từ vựng, khi mà các bạn có một tờ đề thi ở trên tay thì các bạn sẽ luyện tập nó như thế nào cho đúng. Đầu tiên các bạn hãy làm thử để nghe. Đối với những câu không nghe rõ, các bạn hãy đánh dấu lại. Và sau khi làm xong, các bạn hãy mở đáp án chúng ta kiểm tra đánh dấu lại những câu bị sai. Sau đó, chúng ta mở phần Tape Script, có nghĩa là phần nội dung lời thoại được viết ra bằng chữ để chúng ta xem những câu chúng ta bị sai là lý do ở đâu. Là do từ mới các bạn không hiểu hay là do tốc độ của bài nghe quá nhanh các âm bị nổ với nhau và các bạn không nghe được. Và cuối cùng, sau khi tra từ mới và luyện đọc, chúng ta hãy cùng nhau làm lại đề thi đó một lần nữa và để xem sự tiến bộ của mình nhé. Đối với những bạn chưa thực sự tự tin với khả năng nghe của mình, các bạn có thể bỏ qua bước làm bài thi ở phần đầu tiên mà hãy mở luôn phần tape script. Các bạn hãy đọc và tra toàn bộ từ mới để đảm bảo rằng các bạn hiểu toàn bộ nội dung của bài thi và sau đó chúng ta mới bắt đầu làm bài nghe. Đối với những bạn không có nhiều thời gian để làm toàn bộ một bài thi nghe 45 phút thì các bạn hãy chia nhỏ phần bài thi ra. Có thể hôm nay các bạn làm phần part 1, À, ngày mai các bạn làm phần part 2 Và ngày kia khi có thời gian các bạn làm phần part 3 và part 4 Hãy nhớ là làm nhiều thì không hiệu quả bằng làm ít Mà thực sự kỹ lưỡng và có hiệu quả Nếu như các bạn cảm thấy bị nhàm chán với nội dung của bài thi Thì các bạn hãy chuyển sang luyện nghe bằng những nguồn khác Ví dụ như là xem phim Hay là xem những chương trình mà các bạn yêu thích Như là chương trình ca nhạc à, Chương trình nấu ăn Hay là dạy make up dạy làm đồ handmade ở uh, vân vân các bạn có thể xem một cách miễn phí ở trên youtube cũng như là các uh, kênh uh, website khác chúng ta xem và luyện bằng phụ đề tiếng anh các bạn nhé và hãy nhớ là mỗi ngày các bạn phải dành ra tối thiểu là 30 phút luyện nghe tiếng anh để giữ cho cái tai của mình luôn luôn quen thuộc uh, với thứ ngôn ngữ quốc tế này nhé. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào những ví dụ cụ thể để cho các bạn thấy cách thực hành cái chiến lược ôn tập của chúng ta vào một bài thi cụ thể là như thế nào nhé? A: Trees are growing under an archway. B: Passengers are waiting to board a train. C: A high wall runs alongside the train tracks. D: A train is about to go over a bridge. Ok, và trong ví dụ đầu tiên các bạn có thể thấy đáp án đúng của chúng ta, đó chính là đáp án C, a high wall runs alongside the train tracks. Và trong ví dụ này thì có một vài từ mới mà các bạn cần phải lưu ý như sau. Đầu tiên đó chính là từ passenger, chúng ta đánh vần từ này như sau, âm p, âm e bẹt, các bạn à, mở miệng hơi ngang và hơi dọc chúng ta nói một chữ là giữa chữ a và chữ e a đấy vần là pa pass passenger passenger có nghĩa là hành khách từ tiếp theo từ board âm b kết hợp với âm or tạo thành bore và âm đờ cuối cùng chúng ta đọc là board board từ này có khá là nhiều nghĩa, nếu như là danh từ có thể là cái bảng hoặc là ban giám đốc. Tuy nhiên trong trường hợp này nó lại là một động từ và board có nghĩa là bước lên một phương tiện gì đấy. Ví dụ như là board the bus có nghĩa là bước lên xe buýt, board the train có nghĩa là lên tàu hay là board the plane có nghĩa là lên máy bay. Từ tiếp theo along. Từ này khá là dễ đọc đúng không? along along. Đây là một giới từ và có nghĩa là dọc theo cái gì đó. Ví dụ, đi bộ dọc theo hành lang along the corridor hoặc là dọc theo con đường along the street. Và từ thứ tư, bridge. Bridge. Đây là một danh từ và có nghĩa là cây cầu. Can you help me get to the expressway? A. Hey, it's a generous offer. B. Cream and sugar. C. Follow the sign. Và đối với ví dụ thứ hai, à, các bạn thấy câu hỏi người ta nhờ mình là đưa người ta đến cái đường cao tốc thì đáp án phản hồi lại phù hợp nhất đó chính là đáp án C. Hãy đi theo những cái bảng hiệu. Và chúng ta hãy cùng nhau xem có những từ mới hay nào ở trong ví dụ này nhé. Từ đầu tiên đó chính là từ Expressway expressway có nghĩa là đường cao tốc và thỉnh thoảng thì người ta sử dụng từ highway hoặc là freeway. Từ thứ hai generous. Generous. Từ này thì có nghĩa là hào phóng và sẽ có một từ đồng nghĩa với nó đó chính là từ lavish. Lavish. Từ thứ ba đó chính là từ sign. Sign các bạn để ý, âm A-I chúng ta đọc là i kết hợp với âm s đọc là sign và âm n ở cuối cùng đọc là sign sign từ này sẽ có hai nghĩa nếu như là động từ thì có nghĩa là ký ví dụ như là ký hợp đồng to sign a contract hoặc là nếu như là có nghĩa là danh từ thì từ sign là bằng hiệu Questions 44 through 46 refer to the following conversation. How was the International Furniture Exposition? It was really crowded, but it was worth the trip. I found an Indonesian company that specializes in hotel furniture. They have great prices. I brought their catalog back to show you. If their prices are so good, let's get some new chairs for the lobby. It's been at least five years since we bought the chairs we've got now. I'm actually amazed they've lasted this long. Yeah, five years is a long time when you have as many guests as we do. Và đối với ví dụ thứ ba thì cũng có một vài từ mới ở trong phần câu hỏi cũng như là trong phần bài nghe. À, các bạn cần phải lưu ý như sau nhé. Thứ nhất là từ probably. Probably probably. Từ này là một trạng từ và có nghĩa là có thể. Đây là một từ rất hay được sử dụng ở trong câu hỏi ở phần part 3 cũng như là phần part 4. Có thể. Và một từ khác có thể được sử dụng bởi từ này nữa đó chính là từ likely. Likely. Từ thứ hai. Furniture. Furniture. Furniture từ này có nghĩa là các đồ nội thất ở trong phòng ví dụ như là bàn ghế giường tủ à, và từ này nhớ là một danh từ không đếm được từ tiếp theo delivery 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 đây là danh từ và có nghĩa là sự giao hàng từ này còn có một số họ từ khác ví dụ như là deliver có nghĩa là việc động từ giao hàng hoặc là delivery person có nghĩa là người giao hàng. Từ tiếp theo appearance, 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 appearance appear có nghĩa là ngoại hình và đây là một danh từ và nó xuất phát từ động từ appear xuất hiện à, cách mà các bạn xuất hiện trước mặt người khác chính là ngoại hình đúng không? appear và từ appear sẽ có một từ trái nghĩa đó chính là từ disappear. disappear có nghĩa là biến mất. Từ tiếp theo surprising. surprizing. surprising. Và các bạn đã biết từ surprise có nghĩa là bất ngờ thì từ surprising có nghĩa là một tính từ đầy bất ngờ và sẽ có một từ khác gần nghĩa với từ này đó chính là từ amazing. Từ tiếp theo, inexpensive. Inexpensive. E inexpensive. Từ này là từ trái nghĩa của từ expensive. Thì expensive có nghĩa là đắt, thì inexpensive có nghĩa là không hề đắt một tí nào. Với câu hỏi đầu tiên, đề bài hỏi rằng là hai người này có thể đang làm việc ở đâu? Thì chúng ta dựa vào nội dung của phần hội thoại để chúng ta trả lời. À, người phụ nữ nói rằng cô ấy tìm thấy một công ty ở Indonesia và chuyên về các đồ nội thất của khách sạn. Và sau đó người đàn ông lại bảo rằng nếu mức giá tốt thì họ có thể mua sắm những chiếc ghế mới à, cho cái sảnh của họ. Thì rõ ràng hai người này đang làm việc trong một cái khách sạn. Và đáp án đúng của câu hỏi số một phải là đáp án B, at a hotel. Câu hỏi tiếp theo, đề bài hỏi rằng người phụ nữ thích gì về công ty Indonesia thì chúng ta sẽ căn cứ vào phần nội dung người phụ nữ bảo rằng là they have great prices, họ có mức giá rất là tuyệt vời và chính là đáp án A, its prices là đáp án mà chúng ta cần chọn trong trường hợp này. Và câu hỏi thứ ba sẽ là một câu hỏi tương đối khó, à, người đàn ông cảm thấy bất ngờ về điều gì thì Đề bài sẽ sử dụng một cặp từ đồng nghĩa đó chính là từ surprising và từ amazing. Các bạn có thể thấy uh, người đàn ông cảm thấy rất là bất ngờ bởi vì các cái đồ nội thất đã có một độ bền rất là cao và dẫn đến đáp án đúng của chúng ta trong trường hợp này đó là đáp án C. Questions 80 through 82 refer to the following announcement. Good morning, everyone, and welcome to our fourth annual medical conference. Before we get started, I have a couple of changes to announce. Dr. Martin Keller, who was to speak this morning at 10 o'clock, has been delayed. His session will be moved to this afternoon at 2 o'clock. One other change the location for tonight's banquet is now the Red Ballroom, not the Grand Ballroom. I'll post these changes on the bulletin board by the information desk in the lobby. Please make sure you check the board periodically for any further changes and updates. Đối với ví dụ thứ tư, chúng ta sẽ có một vài từ vựng hay à, các bạn cần phải lưu ý. Từ đầu tiên đó chính là từ purpose. Purpose. Rất nhiều bạn đọc từ này là từ purpose. Tuy nhiên chúng ta không đọc là post mà đọc là pus. purpose. 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 Từ này có nghĩa là mục đích. Từ tiếp theo, location. Từ này chúng ta nhấn trọng âm vào âm tiết thứ hai. Chúng ta sẽ đọc là location. 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 Từ này là một danh từ và có nghĩa là địa điểm. Và chúng ta có rất nhiều từ khác để mô tả địa điểm. Đó chính là từ place hoặc là từ site từ tiếp theo report từ này nhấn trọng âm vào âm tiết thứ hai report 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 từ này nếu là danh từ có nghĩa là bài báo cáo còn động từ sẽ có nghĩa là báo cáo hoặc thông báo à, vậy nên nó sẽ có một từ đồng nghĩa khác đó chính là từ announce 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 từ tiếp theo presentation presentation từ này sẽ có một trọng âm phụ ở à, rơi vào từ pre các bạn đọc nó ngang một chút nhé presentation presentation, presentation. có nghĩa là bài thuyết trình à, đây là một danh từ và có một động từ cùng họ với nó đó chính là từ present present. Từ tiếp theo introduce. 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 Đây là một động từ có nghĩa là giới thiệu và nó có một họ từ bài giới thiệu, sự giới thiệu đó là introduction. Và tương tự như vậy, chúng ta có từ sản xuất là produce thì danh từ sự sản xuất đó là production. Từ tiếp theo take place take place take place Đây là một phrasal verb và có nghĩa là xảy ra và nó sẽ bằng nghĩa với từ happen. Từ cuối cùng. banquet 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 Từ này có nghĩa là một bữa tiệc và ngoài từ banquet, chúng ta có một từ phổ biến hơn đó chính là từ party, được không nào? Ok, vậy thì với những từ như vậy chúng ta sẽ trả lời uh, những câu hỏi ở trong ví dụ này như thế nào? Đối với câu hỏi đầu tiên, đề bài hỏi rằng mục đích của thông báo này đó là gì? Thì chúng ta hãy cùng nhau xem. Ở đây là một cái uh, medical conference có nghĩa là một uh, cái hội thảo về y tế và trước khi chúng ta bắt đầu, tôi có một vài sự thay đổi để thông báo thì đó chính là mục đích của cái thông báo này và đáp án dễ dàng có thể nhận ra đó chính là đáp án B to report changes. Đối với câu hỏi thứ hai, đề bài hỏi rằng khi nào thì bài thuyết trình của ông Keller sẽ diễn ra thì chúng ta thấy có một cái bẫy ở đây, đó là đáng lẽ là ông Keller sẽ nói chuyện vào lúc 10 giờ nhưng mà cái bài này bị delayed, có nghĩa là bị trì hoãn và sẽ bị chuyển sang vào lúc 2 giờ chiều. Cho nên đáp án đúng mà chúng ta cần phải chọn trong trường hợp này đó chính là đáp án C, at 2pm. Và với câu hỏi số 3 để bài hỏi các bạn rằng người nói đề nghị người nghe làm điều gì, thì các bạn hãy cùng nhau xem ở phần cuối của bài nói, đó chính là hãy đảm bảo rằng các bạn kiểm tra cái bảng một cách định kỳ. Cho nên đáp án trong trường hợp này chúng ta chọn đó là đáp án D. Ok, và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau review lại tất cả những từ vựng mà chúng ta đã học được ở trong buổi hôm nay nhé. Passenger Board Along Bridge Expressway Generous Sign Probably Likely Furniture uncountable delivery deliver delivery person appearance appear disappear surprising amazing inexpensive expensive specialize in purpose location place Site. Report. Announce. Presentation. Present. Introduce. Introduction. Produce. Production. Take place. Happen. Banquet. Party. tôi có một tin rất vui dành cho các bạn đây Đó chính là vào mỗi cuối chương trình Thì chúng tôi sẽ có 3 câu hỏi dành cho các bạn Và những câu hỏi này cũng được đăng ở trên fanpage của VTV7 Các bạn hãy nhanh tay comment đưa ra đáp án của mình Ở trên fanpage để nhận được một phần quà vô cùng giá trị đến từ chương trình nha One. A. The man is taking some paper out of a printer. B. The man is putting a file in a drawer. C. The woman is signing her name. D. The people are reviewing a document. 2. Why are you traveling to Denver? A. Only a few days. B. To spend time with my relatives. C. I'm planning to drive there. 3. Why don't I give you a ride to the airport on Monday morning? A. Thanks, but I've already arranged for a taxi. B. To attend a training session for our international clients. C. I called to confirm my flight. và sau chương trình ngày hôm nay chúng ta đã được biết những kiến thức uh, cơ bản về kỳ thi listening comprehension của kỳ thi TOEIC cũng như là các chiến lược ôn tập làm sao cho hiệu quả và ở trong những chương trình tiếp theo chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cụ thể và chi tiết hơn về từng phần thi ở trong bài thi TOEIC nếu như các bạn có ý kiến đóng góp cũng như là mong muốn được chia sẻ về phần thi nào ở trong bài thi TOEIC thì hãy comment tương tác ở trên fanpage của VTV7 nhé. Tôi là Quang và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những chương trình sắp tới. Xin ạ.